Cô xin chào tất cả các bạn học sinh khối lớp 4 thân mến. Hôm nay cô rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng các bạn qua bộ môn toán lớp 4. Bài học của chúng ta hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000. Phần thứ hai, tính chất kết hợp của phép nhân. Và phần thứ ba đó chính là nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng vào phần học thứ nhất. Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000. Các bạn hãy cùng xếp ví dụ với cô. Cô có ví dụ sau. 35 nhân 10 bằng bao nhiêu? Chúng ta cùng thực hiện nhé. 35 nhân 10 bằng 10 nhân 35. Đây chính là tính chất giao hoán các bạn đã học ở bài trước. 10 hay còn gọi là một chục. Một chục nhân 35. Chúng ta có kết quả là 35 chục. 35 chục chính là bằng 350. Vậy 35 nhân 10 bằng 350. Từ ví dụ trên, cô có một kết luận. Khi nhân một số tự nhiên với 10, ta chỉ việc viết thêm một số 0 vào bên phải số đó. Tương tự như vậy, các bạn hãy cùng thực hiện với cô. 12 nhân 10 bằng bao nhiêu? 12 nhân 10, cô viết lại 12. Thêm chữ số 0 vào bên phải của kết quả. Các bạn hãy cùng thực hiện phép tính tiếp theo với cô nhé. 78 nhân 10 bao? Chúng ta cùng suy nghĩ. Chúng ta viết lại 78 vào kết quả. Và thêm chữ số 0 sau 78. Ngược lại, từ phép tính 35 nhân 10 bằng 350. Cô có 350 chia 10. 35. Và lúc này cô có một kết luận, đó là khi chia số tròn trục cho 10, ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở phía bên phải số đó. Tương tự vậy, chúng ta có 35 nhân 100 bằng 3500. Ngược lại, 3500 chia 10 bằng 35. 35 nhân 1000 bằng 35000. Ngược lại, 35000 chia 1000 bằng 35. Ví dụ. Từ những ví dụ trên, cô có nhận xét chung như sau. Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, ta chỉ việc viết thêm 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên phải số đó. Ngược lại, khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000, ta chỉ việc bỏ bớt đi 1, 2, 3 chữ số 0 ở bên phải số đó. Bố kiến thức nhân với 10, 100, 1000, chia cho 10, 100, 1000. Chúng ta hãy cùng vào phần luyện tập.
Bài tập 1 tính nhẩm. Các bạn hãy bấm dừng màn hình và nhẩm cho cô kết quả. Sau khi nhẩm xong kết quả, các bạn hãy bấm vào màn hình để so sánh kết quả của mình cùng với kết quả của cô nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bấm dừng màn hình để thực hiện bài toán. À, các bạn đã thực hiện xong rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng so sánh kết quả với cô. Chúc mừng tất cả các bạn đã có kết quả chính xác. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển qua phần B. Vừa rồi chúng ta thực hiện phép nhân với 10, 100, 1000. Ta chuyển qua bài B, chia cho 10, 100, 1000. Tương tự như ở câu A, ở câu B các bạn cũng bấm dừng màn hình và thực hiện các phép nhân chia cho cô nhé. Sau khi thực hiện các phép chia xong, chúng ta hãy bấm vào màn hình để so sánh kết quả của các bạn cùng với kết quả của cô. Và bây giờ, các bạn hãy bấm dừng màn hình để thực hiện nào. À, các bạn đã thực hiện xong và chúng ta cùng so sánh kết quả của các bạn với kết quả của cô nào. Cô chúc mừng tất cả các bạn đã có kết quả tốt trong bài tính nhẩm này. Chúng ta cùng chuyển qua bài tập số 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Các bạn hãy cùng quan sát mẫu. Cô thực hiện ở trên, rồi các bạn thực hiện lại ba phép tính bên cạnh. 300 kg bằng bao nhiêu tạ? Cô có cách thực hiện như sau. Chúng ta có 100 kg bằng bao nhiêu tạ? 100 kg chính bằng 1 tạ. Vậy chúng ta sẽ thực hiện nhẩm như sau. 300 chia 100 bằng 3. Vậy 300 kg bằng 3 tạ. Tương tự như vậy, các bạn hãy bấm dừng màn hình, thực hiện 3 phép tính ở bên cạnh. Sau khi thực hiện xong, các bạn bấm vào màn hình để so sánh kết quả của các bạn cùng với kết quả của cô. À, chúng ta cùng so sánh kết quả nhé. 70 kg bằng 7 yến. 800 kg bằng 8 tạ. 300 tạ bằng 30 tấn. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã có kết quả chính xác. Chúng ta cùng chuyển qua phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, tính chất kết hợp của phép nhân. Các bạn hãy tính và so sánh giá trị của hai biểu thức tích của 2 và 3 nhân với 4 và 2 nhân với tích của 3 và 4. Đầu tiên chúng ta cùng tính tích của 2 và 3 nhân với 4. 6 nhân 4 và 24. Tương tự vậy, chúng ta thực hiện phép tính 2 nhân với tích của 3 và 4 sẽ bằng 2 nhân 12 và bằng 24. Vậy chúng ta có thể kết luận tích của 2 và 3 nhân với 4 bằng 2 nhân với tích của 3 và 4. Từ ví dụ vừa rồi, chúng ta rút ra kết luận khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. Chú ý, ta cũng có thể tính giá trị của biểu thức dạng A nhân B nhân C như sau. A nhân B nhân C bằng tích của A nhân B nhân với C
và bằng A nhân với tích của B nhân C. Chúng ta cùng chuyển qua phần luyện tập để củng cố kiến thức bài tính chất kết hợp của phép nhân. Bài tập 1 tính bằng hai cách theo mẫu. Cô có mẫu như sau. 2 nhân 5 nhân 4 bằng bao nhiêu? Các bạn quan sát cách cô thực hiện. Cách 1, 2 nhân 5 nhân 4. Tích của 2 nhân 5 nhân với 4 bằng 10 nhân 4 và bằng 40. Cách thứ hai, 2 nhân 5 nhân 4 bằng 2 nhân với tích của 5 nhân 4 và bằng 2 nhân 20. Kết quả của chúng ta cũng bằng 40. Và bây giờ các bạn cùng tính theo hai cách giống như mẫu của cô nhé. Cô có 4 nhân 5 nhân 3. Các bạn hãy cùng bấm màn hình để dừng và thực hiện. Nào bây giờ chúng ta cùng so sánh kết quả của các bạn với kết quả của cô. Đối với hai cách tính này, cô thấy cách tính thứ nhất thuận tiện hơn vì chúng ta đã đưa về dạng nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Và dạng này thì một lát nữa đây chúng ta cùng tìm hiểu ở phần thứ 3 của bài học ngày hôm nay. Tương tự như bài tập vừa rồi, các bạn tiếp tục thực hiện biểu thức sau. 3 nhân 5 nhân 6. Các bạn bấm dừng màn hình để thực hiện biểu thức. Sau đó các bạn bấm vào màn hình để so sánh kết quả các bạn làm được cùng với kết quả của cô. Sau khi các bạn thực hiện xong thì chúng ta cùng so sánh nào. Trong hai cách các bạn vừa thực hiện, cô thấy cách thứ hai là cách thực hiện thuận tiện hơn. Và bây giờ chúng ta làm bài tập số 2, tính bằng cách thuận tiện nhất. Chúng ta có 13 nhân 5 nhân 2 và 5 nhân 2 nhân 34. Các bạn bấm dừng màn hình thực hiện phép tính. Sau đó các bạn cùng so sánh kết quả của mình với cô nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng so sánh kết quả. Biểu thức thứ nhất, 13 nhân 5 nhân 2 sẽ bằng 13 nhân cho tích của 5 nhân 2 bằng 13 nhân 10 và bằng 10. Ở đây chúng ta vận dụng phần thứ nhất của bài học, nhân với 10, 100, 1000. Tương tự như vậy, chúng ta cùng so sánh kết quả của biểu thức 5 nhân 2 nhân 34. Chúc mừng các bạn đã có kết quả đúng. Bây giờ chuyển qua phần thứ 3 của bài học ngày hôm nay. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Cô có các phép tính như sau. 1324 nhân 20 bằng bao nhiêu? Chúng ta có thể tính như sau. Các bạn cùng thực hiện với cô nhé. 1324 nhân 20. Cô phân tích 20 thành 2 nhân 10. Vậy bằng 1324 nhân cho tích của 2 nhân 10 và bằng tích của
1324 nhân 2 nhân với 10. Ở đây cô sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân mà chúng ta đã học ở phần 2. Và bằng 2648 nhân 10. À, tới đây thì chúng ta có thể sử dụng phần 1 mà chúng ta vừa mới học, đó là nhân với 10, 100, 1000, tức bằng 2648 nhân 10. Cô sẽ viết lại thành 2648 xuống dưới và thêm chữ số 0 ở bên phải. Chúng ta được 26480. Vậy khi thực hiện phép tính này, cô nhân 1324 với 2 được 2648, viết 2648. Viết thêm bên phải chữ số 0. Chúng ta được 26480. Chúng ta có thể đặt tính rồi tính như sau. 1324 nhân 20 sẽ bằng, chúng ta viết số 0 thẳng với hàng đơn vị. Sau đó lấy 2 bằng 8, viết 8. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 3 bằng 6, viết 6. 2 x 1 bằng 2, viết 2. Vậy 1324 nhân 20 bằng 26480. Tương tự như vậy, chúng ta cùng thực hiện phép tính tiếp theo. 230 nhân 70 bằng bao nhiêu? Chúng ta có thể chuyển thành nhân một số với 100 như sau. Các bạn cùng chú ý. 230 nhân 70 bằng 23 nhân 10, tất cả nhân với 7 nhân 10, bằng 23 nhân 10 nhân 7 nhân 10, và bằng 23 nhân 7 nhân 10 nhân 10. Ở đây cô sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân. Cô có tích của 23 nhân 7 nhân với tích của 10 nhân 10 bằng 161 nhân 10. Đến đây chúng ta sử dụng tính chất nhân với 10, 100, 1000 mà chúng ta đã học ở phần 1. Chúng ta có kết quả là 16100. Chúng ta lấy 23 nhân với 7 được 161, viết 161. Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161, được 16100. Chúng ta đặt tính rồi tính như sau. 230 nhân 70 bằng, viết xuống dưới hai chữ số 0 cho thẳng hàng đơn vị và hàng chục. Lấy 7 nhân 3 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 7 x 2 bằng 14, thêm 2 bằng 16, viết 16. Vậy 230 x 70 bằng 16100. Để củng cố phần thứ 3, nhân với số có tận cùng là chữ số 0, các bạn cùng làm bài tập 1 với cô, đặt tính rồi tính. Cô có phép tính đầu tiên. A, 1342 nhân 40. Cùng đặt tính. Cô viết 0 thẳng ở hàng đơn vị. Lấy 4 nhân 2 bằng 8, viết 8. 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 3 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5. Chúng ta có kết quả 53680. Tương tự như vậy, các bạn cùng thực hiện phép tính tiếp theo. 13546 nhân 30. Các bạn bấm dừng màn hình để thực hiện, sau đó bấm vào màn hình để so sánh kết quả với cô. À, các bạn đã thực hiện xong phép tính này rồi thì chúng ta cùng so sánh kết quả nhé. Chúng
Chúc mừng các bạn đã có kết quả chính xác. Chúng ta cùng thực hiện phép tính thứ 3. 5642 nhân 200. Tương tự vậy, các bạn bấm dừng màn hình thực hiện phép tính. Sau đó cùng so sánh kết quả với cô. Bây giờ chúng ta cùng so sánh kết quả. 5642 nhân 200 bằng 1.128.400. Chúc mừng tất cả các bạn đã có kết quả chính xác. Tiếp tục củng cố phần nhân với số có tận cùng là chữ số 0, chúng ta thực hiện bài tập số 2 tính. Các bạn hãy bấm dừng màn hình và tính. Sau đó, các bạn bấm vào màn hình để so sánh kết quả của mình cùng với kết quả của cô. Chúng ta cùng so sánh kết quả nào. Các bạn làm bài rất tốt, cô khen tất cả các bạn. Tiết học trực tuyến ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tiết học trực tuyến lần sau.